Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Remix OS trên PC. Thì các bạn đã biết rồi, thì Remix OS cho phép chúng ta chạy song song hai hệ điều hành Android và Windows ở trên PC. Do nó chạy độc lập hoàn toàn do với Windows nên nó chạy rất là mượt mà và rất là nhẹ. Thì một vài điều kiện để cài được cái Remix OS này trên PC á, là các bạn phải chạy từ Windows 7 trở lên, hay là Windows 7, 8 hoặc 10. Và cái thứ hai là cái phần vùng ổ cứng các bạn phải trống ít nhất là 8 GB. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt cái Remix OS này. Thì đầu tiên các bạn vào cái đường dẫn mình để bên dưới phần mô tả video. Rồi sau khi các bạn vào đường dẫn thì các bạn tiến hành download. Các bạn bấm download now. Thì nó sẽ có hai version Android là 64 bit và 32 bit. Thì tùy do cái vi xử lý của các bạn mà chọn cái version phù hợp. Thì ở đây mình sẽ chọn cái version 32 bit. Mình chọn vô Mirror Download. Các bạn chọn một trong những cái đường dẫn như đây và tiến hành tải về. Các bạn mình tải bản 32 bit. Các bạn chỉ cần nhấn vô cái link này và tiến hành download. Rồi sau khi các bạn download xong thì mình tới đây mình được một cái file zip, thì mình tiến hành giải nén cái file zip này ra. Thì đây mình thấy cái file này nó đang là cái bản Android M Marshmallow. Thì các bạn chờ nó giải nén xong. Sau khi giải nén xong, các bạn vào thư mục mình mới vừa giải nén. Thì trong này nó sẽ có hai cái file quan trọng là cái file ISO chứa hệ điều hành Android và một cái file ESE để tiến hành cài đặt cái Remix OS này. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt là các bạn nhấp đúp vô cái file ESE. Rồi các bạn chọn Yes. Rồi tại cái đường dẫn ISO, các bạn đưa lên tới cái đường dẫn mình mới vừa giải nén ra file ISO. Rồi các bạn chọn vô file này. Còn chỗ cái loại chứa cái loại nơi các bạn cài hệ điều hành á, thì các bạn có thể chọn một trong những cái phân vùng ổ đĩa của các bạn. Giả sử bây giờ mình sẽ chọn cài trực tiếp lên ổ C luôn, thì mình sẽ chọn ổ C. Sau đó các bạn nhấn OK. Thì cái Remix OS sẽ tiến hành cài đặt. Nó cài khá là nhanh. Các bạn chờ trong giây lát thì nó sẽ cài đặt xong. Rồi sau khi nó hiện lên cái bản thông báo là như thế này thì các bạn nó đã cài đặt xong rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ tiến hành bấm reboot lại thì nó sẽ khởi động lại máy tính. Rồi mình sẽ tiến hành reboot. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bấm vô reboot. Rồi sau khi nó đã vô cái giao diện boot thì các bạn thấy sẽ có một cái tùy chọn là Redmi OS ở đây hoặc Windows 10 ở đây thì nó sẽ chạy song song. Nếu các bạn chọn vô Redmi OS nó sẽ vô bóp vô cái hệ điều hành Redmi, tức là cái hệ điều hành Android của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chọn Remix OS. Rồi nó bắt đầu lock vô cái hệ điều hành của chúng ta rồi. Đây, cái giao diện Remix OS đã hiện lên. Rồi sau khi một thời gian khởi động thì nó sẽ vô được cái giao diện như thế này. Thì chúng ta sẽ tiến hành một số cài đặt cơ bản. Rồi, mình chọn tiếng Anh. Bạn chọn một cái wifi này, một cái wifi vô. Bạn nhấn continue.
nó cho chúng ta một số cái app thông dụng. Các bạn có thể chọn một số cái app thông dụng ở đây rồi bạn nhấn next. Bỏ qua mấy cái này. Nè, mở Intone. Sau đó bạn bấm Finish. Rồi, bạn bấm Next. Rồi, đây là cái giao diện của Redmi OS của chúng ta. Thì nó có đầy đủ Play Store trên này hết cho chúng ta rồi. Mình sẽ tiến hành kiểm tra thử. Nhập một cái tài khoản Google của mình vô. Tiến hành đăng nhập. Vô cái phần setting cái nó đây. Cái version mình đang xài là Android 6.0.1. Cái version của Remix OS là 3.0.206. Đó. Rồi mình sẽ tiến hành cài thêm một cái app trên Google Play. Cài cho cái app đơn giản ha. Cài Win 23 thôi. Cài rất là nhanh. Mình mở đây. Các bạn có thể phóng lớn lên ở đây. Phóng lớn ở chỗ này. Đó, nó sẽ mở ra toàn màn hình cho chúng ta. Rất là tuyệt vời. Mình thử một vài thao tác thì nó rất là mượt mà không hề có cái dấu hiệu gì đứng trễ cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì các bạn có thể tiến hành cài đặt một cách đơn giản và tự mình trải nghiệm cái hệ điều hành này. Rồi, hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.